Dạ, em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai, xin chào anh chị nha. Thì hôm nay cửa hàng cũng vừa mới cập bến, tiếp tục về thêm một chiếc xe Toyota Innova G xịn, năm sản xuất 2006 nha anh chị nha. Đối với chiếc xe Toyota G xịn 2006 này thì là một màu đen, một màu đen thì xe thì cũng còn chất và rất là chất luôn, và rất là ok nha anh chị ha. Xe nói chung là những cái xe màu đen thì anh chị biết rồi, đa số là chủ xe người ta mua về người ta để phục vụ cho gia đình, theo phong thủy thôi, cho nên là không có xe dịch vụ nha, không có chạy dịch vụ taxi gì hết, nên là mua những cái dòng xe này, mua dòng xe cũ mà mua những cái dòng xe màu đen này thì quá ok, quá chắc chắn luôn đó. Thì bây giờ em cũng xin phép quay sơ lược cái dáng xe một lần cho anh chị xem, mà trong thời gian em quay sơ lược cái dáng xe thì em cũng xin giới thiệu với anh chị là cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Thì cửa hàng của em là nằm ngay tại một quốc lộ 20 127 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai nha anh chị nha. Mình từ cách ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt cách 60 km, cửa hàng nằm ở bên tay trái nha anh chị, cửa hàng ô tô Quốc Hùng ha. Anh chị nào mình có nhu cầu muốn mua xe hoặc là mình muốn bán xe thì anh chị có thể vui lòng liên hệ với em để được trao đổi với em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0978 548 858 nha anh chị ha. Thì bây giờ em cũng sẽ quay lại và tiếp tục giới thiệu với anh chị chiếc xe Toyota Innova G xịn 2006. Thì G xịn thì anh chị biết rồi, G xịn là có túi khí nè, có ABS, có đầy đủ hết. Xe thì cũng còn rất là chất và rất ok luôn. Đó, nên là những cái chiếc xe mình mua bạn đủ thì nó rất là ok. Chỉ cái một cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh chị luôn, một cái giá rất là ok. Một cái giá rất là tốt cho anh chị luôn nha. Màu đen, một cái giá tốt cho anh chị để anh chị mua về để phục vụ cho gia đình. Tại vì những cái chiếc xe này thì mua về chạy dịch vụ thì là chắc là không có ai chọn nha. Nên là mình chỉ mua về phục vụ cho gia đình thôi. Nên là cũng ít người lựa chọn những cái dòng xe màu đen. Chỉ có là phong thủy nè là một ha, mua về phục vụ cho gia đình là hai nè ha. Nên là xe xe đẹp mà giá tốt là nhờ như vậy đó anh chị ha. Tại vì nhiều người cũng muốn mua xe giá tốt và cũng muốn mua xe về để chạy dịch vụ, nên là người ta không thể chọn màu đen được, người ta bắt buộc phải chọn màu vàng. Nên là cái chiếc xe này nó rất là ok, rất là chuẩn luôn, mà tội cái là màu đen. Nên là em ô tô Quốc Hùng sẽ chào bán với anh chị em một cái giá rất là tốt luôn, tầm 200 mấy triệu, một 200 mấy triệu thôi đó anh chị. Bóng đèn thì bóng đèn rất là ok, rất là đẹp và rất là sáng luôn ha. Đó, cabo thì cũng còn rất là liền lạc và rất là sáng bóng luôn, nước sơn còn căng bóng còn rất là đẹp nha anh chị nha ha. Đó, mỏng tanh luôn, mình thuần mỏng tanh luôn đó, những chiếc xe vậy mới chất đó cho anh chị. Kiến quạt nước nè còn rất là đẹp luôn nha ha. Có những cái dòng xe mà gia đình nhìn là mình thấy cái cây kiến quạt nước thôi cũng đẹp nữa. Đó, còn kiến chắn gió thì cũng còn rất là đẹp luôn anh chị nha, còn đẹp lắm, kiến chắn gió còn rất là đẹp luôn anh chị. Bóng đèn bên này cũng còn rất là đẹp luôn đó, bóng đèn bên này còn khá là ok, khá là sáng nha. Đèn cản thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp luôn nè anh chị ha, đèn cản rất sáng đẹp luôn. Thì đèn cản thì nước sơn cũng căng bóng và rất là ok, rất là đẹp nha. Cái mặt nạ da lăng của nó thì cũng còn rất là đẹp luôn nè anh chị ha, mặt nạ da lăng nó còn rất là tương đối và rất là sắc sảo luôn đó, rất là đẹp. Bên cản bên này cũng vậy nha anh chị nha, còn rất là căng bóng và rất là đẹp luôn ha. Vỏ thì cũng còn rất là cao nè anh chị ha, rất là cao luôn. Anh chị xem nhớ đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh và mình nhấn nút chuông vô để có thể thông báo và cập nhật được những chiếc xe bên cửa hàng em về. Hiện tại cửa hàng luôn luôn nhập xe và nhập rất là nhiều xe về để phục vụ cho anh chị em bà con. Nên anh chị em bà con nào mình có nhu cầu muốn mua xe hay muốn tìm những cái dòng xe thì anh chị hãy lưu ý là hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô, cửa hàng xe về quay và anh chị sẽ cập nhật được nhanh nha. Đó, cửa hàng bây giờ anh chị nào mà cần bán xe thì có thể vui lòng liên hệ với em để trao đổi với em nha. Tại vì hiện tại cửa hàng là đang rất là nhiều khách hàng đang cần tìm những cái dòng xe, nhưng mà cửa hàng không có xe để nhập và phục vụ cho anh chị em bà con. Nên là cửa hàng hiện tại bây giờ là nhập liên tục về để mà
có quay lên giới thiệu cho anh chị em bà con mình xem. Nói chung là một hàng tháng là cũng tầm 20-30 chiếc để nhập về để quay và giới thiệu bán cho anh chị em bà con. Nên anh chị em bà con nào mình cần tìm những cái dòng xe nào thì anh chị em bà con mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0978548858 nha. Và mình đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để cho mình kịp thời thông báo và bắt kịp được những cái chiếc xe Fortune, những cái chiếc xe đẹp và chất lượng nha. Thì cửa hàng của em thì cũng rất là nhiều người để đặt kiếm những chiếc dòng xe Fortuner đời 2009, 2010, 2011. Thì cửa hàng cũng hiện tại là cũng đang chuẩn bị nhập một chiếc Fortuner 2011, xe cũng khá là cợt và khá là đẹp luôn. Hiện tại là chắc là ngày mai em sẽ đi lấy, tại vì xe thì em coi rồi nhưng mà giá hơi rác nên là chưa lấy được. Chắc ngày mai em sẽ đi lấy chiếc xe đó về để quay và phục vụ cho anh chị em. Tại vì chiếc xe Fortuner đó nói chung là đi đúng chức gia đình 100% luôn, xe đúng chức cộp luôn. Mà giá anh ông chú thì ông kêu cũng nói chung là hơi rác quá, nên là cũng liên tiếc không lấy được cái xe đó thì cũng liên tiếc á, mà cũng gán sẽ làm được. Và nếu mà không được thì cũng tới một xíu em cũng phải gán mà nhập về để phục vụ cho anh chị em bà con. Đó anh chị em bà con, cái upcity tay nắm FC nè, chân kiến FC nè, che mưa, phiên cách nhiệt có đầy đủ hết nha anh chị nha. Anh chị thấy cái mình thùng của nó rất là thẳng và rất là liền và căng bóng luôn nha. Những chiếc xe mà bao chức luôn anh chị nha, xe còn chức và còn đẹp lắm. Rồi bây giờ em sẽ quay những cái vỏ xe cho anh chị xem trước đi. Vỏ xe thì đầy đủ hết nha anh chị nha, còn khá là cao luôn nha, chiếc cái nào như cái đó ha, vỏ xe còn cao lắm nè anh chị. Cái thứ hai ha, mâm thì mâm còn rất là đẹp luôn nha anh chị nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp tục cái thứ ba cho anh chị xem luôn. Trước tiên là mình quay những cái cần thiết trước ha. Vỏ xe nè anh chị thấy không, còn rất là cao luôn nha, vô đây nó tối quá. Đó. Còn rất là cao luôn, mâm thì mâm rất là đẹp rồi, rất là tuyệt vời luôn. Về thì về cũng rất là ok nha, về cũng đẹp, đẹp linh tinh luôn nè anh chị ha. Về rất là mới và rất là đẹp luôn. Đây anh chị, vỏ nè còn rất là cao luôn ha. Mâm vỏ đều ok, về thì cũng còn rất là đẹp nha, nguyên bản ha. Vỏ bên này cũng vậy nha anh chị nha, vỏ còn rất là cao luôn. Mâm thì rất là ok, mâm rất là đẹp luôn ha. Về bên tài cũng vậy nha, những cái dòng xe nói chung là xe gia đình thì chúng ta nhìn cái về chúng ta biết nha, nó sẽ rất là chuẩn và rất là đẹp luôn. Những cái về nguyên bản hết nha, những cái về còn nguyên bản hết đó anh chị ha, về còn nguyên bản hết. Rồi bây giờ em ô tô Quốc Hùng sẽ mở cánh cửa ra và quay những cái tiệm cần thiết cho anh chị xem. Má sùng chị nè, sùng chị thẳng băng đầy đủ hết nha anh chị nha ha. Ốc tán đồ nè, ngàn năm luôn chưa tháo gỡ ha. Má sùng chị nè, đầy đủ hết. Cắp bi thì sao, cắp bi thì đường gân còn nguyên bản hết, đường gân rất là nhiều luôn, chưa có dấu hiệu mòn ha. Đó, những cái xe dịch vụ thì nó sẽ bị mòn nha, xe nào dịch vụ em sẽ nói dịch vụ, xe gia đình em sẽ nói gia đình ha. Đó, những cái chiếc xe cắp bi còn rất là sạch sẽ và rất là liền, rất là ok, rất là đẹp nha anh chị ha. Đó, đồ ấp gỗ đồ cũng còn rất là đẹp luôn. Đây anh chị, nách cửa thì cũng rất là sạch sẽ nha, tại màu đen thì thấy nó hơi tối nha. Đó, những cái màu đen thì hơi tối. Đó anh chị, đồ nhựa nè, đồ nhựa còn rất là liền mà rất là ok. Đó, mở máy lạnh nãy giờ mà êm ru luôn. Đó, mở máy lạnh nãy giờ nóng quá trời nóng luôn. Lộn chứ, quá trời lạnh chứ, nói giết xàm luôn anh chị. Đó anh chị, táp lô còn rất là đẹp nha. Đó, màn hình LCD có luôn nha anh chị nha. Chủ xe cũng đã may một bộ ghế da, nhìn rất là sáng cái xe nha anh chị nha. Nội thất thì màu kem, may một bộ ghế da cũng màu kem phối nha, còn rất là đẹp luôn. Nách cửa thì cũng còn rất là liền và rất là ok nha anh chị ha. Đó anh chị, đó những chiếc xe, chiếc nào em cũng chọn những cái chiếc xe chuẩn hết á. Đó, đóng cửa là có độ khích vô liền ha. Và cái chỉ sóng nè, sóng chỉ ở đây có upsy đầy đủ hết luôn anh chị nha ha. Chủ xe rất là chăm chút cái xe luôn. Đó anh chị, tay nắm còn rất là liền, nó ok ha. Đây anh chị,
ốc tán đồ nè, còn liền hết đó, tem đồ còn đầy đủ hết nha anh chị ha. Đây anh chị, á, đồ nhựa nè, đồ nhựa còn rất là đẹp nha, á, đồ nhựa còn đẹp linh tinh luôn đó. Đây đồ nhựa với cái nách cửa nè cũng còn rất là ok nha. À, nội thất thì khỏi chê rồi, á, nhất là keng, nhất là keng xà beng ha. Rồi em sẽ tiến hành về sau xe và mở cúp sau ra quay cho anh chị xem. À, bóng đèn thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp luôn nè anh chị nha, bóng đèn rất là sáng và rất là đẹp luôn đó anh chị. Phong của nó nè, ôi trời ơi, nhìn đẹp mê ly không đó. Em rất là thích chọn những cái chiếc xe mà không còn liền mà còn thẳng bằng căng bóng như vậy đó, nhìn nó rất là mê và rất là đẹp luôn, chuẩn luôn ha. Đây anh chị, và cái đồ nhựa nè còn rất là đẹp luôn đó. Dàn lạnh thì có dàn lạnh sâu nha anh chị nha, giờ là dàn băng băng dựa nha. À, nói chung là cái này thì nó có hộp gió thôi, nhưng mà thực tế cái dòng xe này thì nó có hai dàn lạnh độc lập nha anh chị ha. Một xíu em vô trong đó em sẽ quay cho anh chị xem. À, hai dàn lạnh độc lập, à, rất là chuẩn và rất là đẹp nha. À, một cái da xe chuẩn mà giá tốt nha. Lý do tại vì em cảm nhận được là màu đen chỉ dành cho những anh chị nào mình đang đúng phong thủy nè. Đó, mình thích màu đen mình mới mua được nó, còn mua về phục vụ gia đình thôi. Còn anh chị nào mà đang cần tìm những cái dòng xe mà về chạy dịch vụ kiếm thêm thì đâu có ai mua cái xe này đâu đó, cho nên là cũng ít người chọn. Nên em ô tô Quốc Hùng xe đẹp bán rẻ cho anh chị luôn, xe đẹp bán rẻ nha. Nên anh chị nào mình cảm thấy cần mua về để phục vụ cho gia đình, à, hoặc là đúng phong thủy thì anh chị có thể liên hệ với em, à, sẽ có một cái giá rất là ưu đãi và rất là tốt cho anh chị luôn nha. Đây anh chị, Innova, hai con ngựa, hai con ngựa hay là hai con báo gì đó, đó hai con đó, được ấp xi nắp xăng luôn ha, chủ xe rất là thương xe, ok luôn. Đây anh chị, sùng chỉ thì không thiếu phần nào hết nha, có đầy đủ hết đó. Ốc tán thì ngàn năm đó, cũ nè anh chị thấy không đó, tại vì 2006 đến giờ mà không có tháo rửa, không có thay ốc mới thì phải cũ thôi anh chị nha. Và cái tắp ly của nó nè anh chị, tắp ly này đẹp chuẩn luôn, quá trời đẹp luôn anh chị đó. Đây có độ hít nha anh chị nha, thấy không, mình thấy mê không đó anh chị thấy không. Ồ, nhìn thấy độ có độ hít nha, vô nè đóng cái là hít vô liền ha, xe chuẩn. Em ô tô Quốc Hùng chọn những chiếc xe là phải chuẩn đó. Đây anh chị, nhựa nè, tắp ly của nó nè đó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ vô trong xe và quay những chi tiết cần thiết cho anh chị xem nha. Đó anh chị, trước tiên là mình coi có vô lăng nè, vô lăng còn khá là chuẩn, khá là đẹp nha ha. Đó, thì đối với chiếc xe này là đi đúng chức của nó là 291.215 cây nha anh chị nha. Đó, xe đi chuẩn kỳ công tơ mét nha. À, cửa hàng của em là nói chung là những chiếc xe hên xui người ta, chủ xe hay là chủ cũ người ta tu lại thì em không biết nha. À, mình chỉ xem chiếc xe thôi. Còn đồng hồ cũng vậy ha, cho dù nó 500 hay 600 hay là nó 200 hay 300 thì em có sao em quay vậy thôi. Nhưng mà cảm nhận của em là em coi cái chiếc xe còn đẹp hay xấu thôi. Còn công tơ mét thì tùy vào anh chị mình suy nghĩ và tùy vào mình người thích nha. Nên là có nhiều người á, người ta mua xe cũ người ta biết á anh chị nha. Có nhiều khách hàng á, người ta hỏi, người ta biết nhưng mà người ta hỏi tại sao không tua lại ít lại cho nó dễ coi. Cũng độc lắm anh chị, nên là tùy theo sở thích của mọi người thôi. Nhưng mà thực tế là mình mua xe cũ thì mình phải chấp nhận những thứ mà đó nha. Đó, tua hay không quan trọng đâu, mình chỉ coi cái chiếc xe, đồ nhựa xe nè, à, chạy máy móc có bóc hay không người nọ kia thôi. Nếu còn thực tế mà coi công tơ mét là mình sai lầm lắm anh chị nha. Đó. Đó, bây giờ là nó mà 290.000 cây thì nó thích đem đi tu lại còn lại 10.000 thì ông nội ai biết được, hay là 100.000 đó. Nhưng mà tu mình tốn tiền thôi, tại vì bây giờ đâu có ai mà không biết đâu, người ta nhìn xe người ta biết là đi bao nhiêu rồi, tự nhiên đem có mấy trăm ngàn đi cho người ta tu người ta ăn làm gì. Mình thà mình để có 300-400.000 đó ra, khách hàng mua xe xong rồi mình đổ xăng cho khách hàng đi về vẫn tốt hơn, thà đem đi tu cho nó tốn tiền anh chị ha. Đó là anh chị, có hộp gió của nó nè, ở đây đầy đủ nha.
Ở đây thì chủ xe chắc bị làm bị mất cái này, miếng này nha anh chị nha ha. Chủ xe mới làm bị mất bà nó đó. Che nắng che mưa có đầy đủ hết nha anh chị ha. À, dàn lạnh sau nè, dàn lạnh hai dàn lạnh độc lập nha anh chị nha, dàn lạnh sau nè, hợp gió nó nè ha. Đó, đồ nhựa thì anh chị thấy không, trời đẹp leng keng luôn mấy cái đồ nhựa nè. Đó, đường gân của nó nè, mình nhìn mà mình thấy mê luôn anh chị nha. Đó, đồ rộng rãi nha, rất là rộng, ngồi rất là thoải mái luôn ha anh chị ha. Đó. Đó, ngồi rất là thoải mái. Rồi bây giờ em sẽ, nói chung là mình chỉ quay một chiếc xe thì mình chỉ quay sơ sơ được thôi. À, mình chỉ coi được nói chung là 70% thôi nha anh chị nha. À, đôi khi anh chị thấy em quay nhìn cái nét rất là sắc sảo và rất là đẹp, nhưng mà mình phải trừ đi khoảng tầm 2 đến 30%. À, tại vì quay thì nó phải đẹp hơn ngoài một xíu, nhưng mà nó cũng được khoảng 70% thôi. À, anh chị đôi khi mình xem cái màn hình nó mới quá, à, mình lên mình xem cái xe thì nó lại khác, nó lại khác với cái mình xem cái video thì mình lại hụt hẫng nha. Nên là em cũng xuyên khuyên anh chị là mình xem mình phải trừ đi 3 đến 20 đến 30%, thậm chí là giống như một con người như vậy thôi ha, chụp hình sẽ đẹp hơn ngoài nha. Đó. Đó. Nhưng mà những cái đường này nè, những cái đường mà gân của nó á, thì ở ngoài sẽ rõ hơn ở trong phim đó anh chị nha. Đó, nhiều cái nó khác biệt lắm. Thôi bây giờ em sẽ ra ngoài mở cái capo lên và quay cái máy cho anh chị xem nha. Đó, nói chung thì máy thì cũng tương đối là êm đấy anh chị nha, chạy cũng bốc lắm. Rồi anh chị, à, bây giờ em sẽ quay, trước tiên là em quay cái keo hàng nè, keo hàng của hãng đã làm còn nguyên bản hết ha. À, boe thì cũng còn rất là đẹp ha. À, cảm biến đồ cũng còn rất là ok. À, dây cảm biến đồ cũng còn rất là ok. À, máy móc thì rất là sạch sẽ và rất là chuẩn rồi ha. À, máy móc đã được cửa hàng tẩy rửa sạch sẽ rồi. À, máy nổ thì cũng rất là êm nha. À, cách nước nè anh chị ha, cách nước, quạt nước ở đó nè đang chạy rất là êm luôn. Ồ, những cái xe này mà nổ máy lên á, bữa giờ em để ý nha, nổ máy lâu là nó sẽ cứng lại, khó mở lắm, phải có kềm nha, nên anh chị thông cảm ha, xe thì không có độ hơi đâu. Đó. Chị cái bình nó nha, cái bình nó đây, cái này là cái hộp điện của nó nha. À, bản đủ là nó có cục này nè, ABS của nó ha anh chị nha. Đó. À, giá trị của nó nằm ở đây á. À, bảo vệ cho mình chạy xe nhanh đó, mình thắng một khoáng một là nó giống như là xe Honda mà mình có thắng đệ vậy đó. Đó anh chị, sạc vô thắng cái đó trong nha. À, máy dầu này, dầu thắng này, máy nổ rất là êm nha, cảm biến rất là ok luôn đó. Đó, không có miếng hơi đâu. À, bon điện nói chung là những cái dòng xe đen thì mình phải tới tới và mình xem thôi, tại vì bon điện cái chỗ này gặp buổi tối nữa nó đen khui rồi không thấy gì hết đó. Đó cũng còn thấy sơ sơ là ở ngoài đây nó sáng nè anh chị ha, còn đầy đủ nha. À, trong này thì nó còn 7 màu luôn, còn quá trời đẹp luôn. Đó, quá trời đẹp luôn nha anh chị nha. Đó, cái xe chất gia đình nó vậy đó đó anh chị, thùng chị nè đầy đủ hết nha. Đó, đầy đủ hết rồi, đây cũng vậy nha, thùng chị cũng đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, nhất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ em cũng đã quay xong những cái máy rồi, bây giờ em hạ xuống nha, em hạ xuống em quay sơ cái gầm cho anh chị xem. Trên môi thì cũng còn rất là đẹp nha anh chị nha, à, còn rất là liền luôn. Rồi anh chị, đó ba cái gầm ở đó nè còn rất là ok ha, còn rất là ok. Rồi em chào anh chị nha, nói chung thì em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết cho anh chị xem. À, anh chị nào mình xem theo dõi kênh em, mình lỡ mình thấy thì mình cảm thấy mình đang cần tìm cái dòng xe này,
và cảm thấy ưng ý với đôi với chiếc xe này thì anh chị có thể xem và tham khảo, và nếu mà có nhu cầu thì anh chị có thể vui lòng liên hệ với em để lên xem xe và xác thực cái xe nha, mình chạy thử nha, coi trên coi dưới là kỹ nha. À, mình mới mua tại vì dòng tiền nói chung là 200 mấy triệu thì không nhiều mà cũng không ít đâu, đôi khi mình làm cũng rất là vất vả, có đôi khi có nhiều người làm cả đời mà chưa có số tiền đó anh chị nha. Nên là mình một khi mình muốn lựa chọn mua một thứ gì đó thì mình phải xem xét cho thật kỹ lưỡng và coi cho thật là chắc mình mới mua nha anh chị ha. Đó thì đối với cửa hàng thì cửa hàng nào cũng khen đồ mình đẹp hết á, nhưng mà quan trọng là có tầm nhìn của mình nha, tầm nhìn của mình với lại mình thích nữa, và cũng do tùy duyên như nha anh chị nha, mình có duyên thì sẽ gặp đó. Nên là cũng như chiếc xe cũng vậy thôi, nếu mà có duyên với nó thì xem một phát thôi là mình sẽ kết nó liền, mà muốn rước nó liền về liền đó. Còn mà không có duyên thì thấy chán chứ đâu có thích, giống như là chuyện tình cảm vậy đó anh chị ha. Rồi bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây, và hẹn anh chị em bà con mình những view khác, tiếp tục em view những chiếc xe đẹp và chất lượng chào bán với anh chị nha. Thì còn đối với chiếc xe này thì em ô tô Quốc Hùng sẽ chào bán với anh chị em bà con mình là 242 triệu nha anh chị nha, 242 triệu cho chiếc xe. Em chỉ bao phí bán thôi, giúp hồ sơ và anh chị mình đem về, mình sang tên cho anh chị thôi hả. Đó mình ký bán giúp hồ sơ về, rồi anh chị mình có thể đem hồ sơ nè, rồi mình về tỉnh mình nhập thôi. Thì nếu mà anh chị nào mà không rành thì nhập thì bên cửa hàng hỗ trợ anh chị nhập, thì tiền anh chị phải chịu nha, tại vì cửa hàng bán cái giá đó thì chỉ ký bao ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị thôi nha. Đó, 242 triệu một cái chiếc xe Innova G xịn 2006, một màu đen rất là cợt và rất là chất nha, chất xe gia đình không có dịch vụ nha anh chị nha. Giờ bây giờ em cũng xin rất là cảm ơn anh chị em bà con mình đã xem kênh em và đăng ký kênh nha, cập nhật kênh em xem tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng của em nha. Em ô tô Quốc Hùng rất là trân trọng cảm ơn anh chị, tại vì kênh em tồn tại thì cũng nhờ anh chị xem và cập nhật theo dõi, và em cũng rất là cảm ơn những anh chị đã xem kênh em và đã từng tới mua xe và ủng hộ cho em không ngại đường xa về đến đây để ủng hộ cho em trai. Thì em trai cũng rất là cảm ơn anh chị em bà con rất là nhiều luôn. Và anh chị nào mình xem mà chưa đăng ký thì anh chị nhớ đăng ký kênh để được cập nhật và theo dõi kênh em nha. Em cũng rất là trân trọng cảm ơn anh chị em bà con. Rồi bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây nha.